Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt, động viên, tri ân cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, các doanh nhân đã bày tỏ sự đồng lòng ủng hộ những quyết sách quyết liệt hiệu quả của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. Đánh giá cao chính phủ đã có nhiều giải pháp chính sách kịp thời, linh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp với việc ban hành một loạt các nghị quyết, nghị định quan trọng. Nhiều doanh nghiệp phấn khởi khi chính phủ quyết định chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với quyết tâm vừa duy trì sản xuất kinh doanh an toàn, vừa chống dịch hiệu quả, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, tri ân những nỗ lực, đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Điều đáng trân trọng là vừa qua trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân dù còn gặp khó khăn nhưng đã có những đóng góp quý báu cho phòng chống dịch, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp với đất nước, với nhân dân. Người dân doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, cả về tinh thần, cả về vật chất, rồi cả về vốn, rồi thị trường lao động, rồi nhiều vấn đề khác. Chúng tôi rất thấu hiểu và rất chia sẻ vấn đề này. Và càng thấu hiểu, càng chia sẻ, càng trân trọng sự đóng góp của anh em, chị em bao nhiêu thì càng thấy cái trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Cũng thấy là có những cái làm được, có những cái chưa làm được. Thì chính phủ cũng nhìn nhận một cách khách quan và thẳng thắn để mà tìm cái giải pháp khắc phục những cái hạn chế của mình, những cái khuyết điểm của mình để cố gắng làm tốt hơn cho quốc gia, cho dân tộc, cho nhân dân, trong đó có doanh nghiệp. Cùng với việc tiếp tục triển khai hiệu quả những nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp đã có, Thủ tướng cho biết chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 128 hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các bộ ngành đang cụ thể hóa để sớm tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Chính phủ cũng sẽ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo quyết liệt việc lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải phải thông suốt, thống nhất cả nước, không thể cắt cứ, và các địa phương phải thực hiện nghiêm túc điều này. Thủ tướng cũng thông tin về việc tiêm vaccine cho người lao động, một trong những mối quan tâm lớn nhất của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Vừa qua thì với cái nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước thì chúng ta đã nhập khẩu vaccine và doanh nghiệp, doanh nhân là một trong những đối tượng được ưu tiên. Và chúng tôi cũng đưa ra cái kế hoạch chậm nhất trong quý tư này, độ bao phủ vaccine đối với lại các cái đối tượng được ưu tiên là phải hoàn thành, tức là phải tiêm được 2 mũi, trong đó có doanh nhân, doanh nghiệp của chúng ta, để chúng ta tự tin, chúng ta mở cửa. Thủ tướng đề nghị quá trình mở cửa trở lại, phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phải có lộ trình an toàn, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chính phủ đang có nhiều giải pháp khôi phục thị trường lao động, nghiên cứu thử nghiệm một số chính sách về du lịch, thương mại và dịch vụ, kích cầu tiêu dùng, đầu tư, tiếp cận tín dụng, giảm lãi suất, phối hợp linh hoạt hiệu quả giữa các chính sách tài khóa và tiền tệ để giữ vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương giải quyết những yêu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp nhanh nhất, sớm nhất và hiệu quả nhất. Một lần nữa, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng lòng chung sức, quyết tâm phát huy tài sản vô giá là tinh thần đại đoàn kết dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ hơn, phát triển hơn, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng